Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách mới về thêm hai con ly karaoke nữa. Hai dòng này khá là quen thuộc, Bách giới thiệu khá nhiều lần rồi. Thì đây là con 1001S 25 mã của Boston và con 203 35 mã của Jaguar. Thì cả hai con này á, Bách giới thiệu nhiều rồi, thế cho nên là trong video này Bách sẽ quay kỹ về nội ngoại thất cũng giống như là các cái lưu ý, một vài cái lưu ý để chúng ta chỉnh cái âm thanh làm sao đó để cho nó dễ thuận tiện và nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Rồi, ok. Về cái con 203 35 mã thì hôm trước Bích có giới thiệu cho mọi người hai con chạy sò xanh Ken á. Thì con này là chạy sò Toshiba. Có vài anh hỏi á, là hai con nào hay hơn. Thì thực ra Bích đánh giá là cái con 203 35 mã mà cái dòng chạy sò xanh Ken á, nó hay hơn con này. Lý do á, là nó sử dụng cái bộ eco và cái bộ bom mạch của con 203N. Cho nên là cái độ ngọt ngào của nó có nhỉnh hơn con này chút xíu, khoảng 8-10. Thì mọi người có thể cân nhắc để lựa chọn giữa hai dòng. Thật ra cái khoảng 8-10 đó là cái khoảng tương đối khó đánh giá được bằng tai lắm ha mọi người. Chỉ có mình chơi lâu trải nghiệm, cũng giống như Bách á, hầu như là ngày nào Bách mình hát vài bài hết á. Cho nên là Bách quen, quen giọng và Bách chỉ hát một hay hai bài quen thuộc thôi. Thành ra là Bách đánh giá nó tương đối là đơn giản. Đó. Rồi, con này thì nội thất bên trong ở đây mọi người thấy là ở trên cái bo mạch đó, nó cũng in những cái chữ đỏ mờ như thế này, nhưng mà cái bo mạch như thế này thì mình khá là khó thấy ha. Đó, ở đây nó cũng có này ha. Rồi, bo mạch rất là liền lạc và rất là đều màu, không có cái nào bị chỏi. Đó, khung sườn thì mọi người thấy là vẫn rất là sáng. Con này sản xuất năm 2000. Đây là dây zin của nó nè. Ở trên này nó sẽ có in năm sản xuất. Đó, 2000. Thì cái dòng này sản xuất cách đây 21 năm và tình trạng như thế này theo Bách đánh giá một cách rất là khách quan luôn á, là tình trạng rất là tốt đó. Ok ha, ở đây là phần gương mặt. Thì gương mặt của con này có một cái mà đã giảm lại rồi nè, thì trên cái quai cầm này hai bên nó bị cà xước rất là nhiều, thành ra Bách nhờ thợ người ta sơn lại rồi. Thì có sợ Bách nói vậy, cái này thì Bách nghĩ sơn lại cho nó đẹp chứ còn nó không có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng âm thanh và cái trải nghiệm về trưng bày của mình hết. Nó chỉ tốt hơn thôi chứ nó không tệ hơn, cho nên là Bách nghĩ mọi người không bận tâm đâu. Đó, ok ha. Bề mặt phay rất là đẹp. Ở đây có một cái lưu ý khi mà cân chỉnh âm ly karaoke. Đầu tiên á, khi mà mọi người sử dụng âm ly karaoke để nghe nhạc thì mình cứ vặn làm sao đó cho cái âm lượng nó vừa đủ để chúng ta có thể nghe là được rồi. Còn khi hát karaoke á, có một cái điều bắt buộc đầu tiên là chúng ta phải nâng cái mức âm lượng tổng lên khoảng gần 12 giờ. Thì khi này, khi cái lúc này á, âm ly karaoke những cái dòng như thế này nó mới bắt đầu đủ dòng tải, đủ công suất để mà cái tiếng hát với cái lời nhạc nó hòa quyện tốt với nhau, và cái tiếng echo nó, cái bộ echo nó gọi là làm việc hiệu quả nhất có thể đó. Thì đây là một cái lưu ý, tại vì Bách để ý nhà có trẻ nhỏ thường thường á là mọi người không có để ý, thì tới Bách lắp máy là Bách có chỉnh sẵn hết rồi, nhưng mà vặn tới vặn lui á thì thường thường là có rất là nhiều anh khi mà tới kiểm tra á, bảo hát rất là nặng mic. Thì cái lúc mà chúng ta vặn như thế này nè, nó chưa đủ cái ngưỡng công suất để nó có thể gọi là hoạt động tốt nhất có thể. Thì lúc đó chúng ta tăng cái mic này quá lớn lên, chúng ta hát vẫn rất nặng và nó xảy ra cái tình trạng bị hú rất là dễ. Đó, cho nên là mọi người lưu ý cái cân chỉnh này một chút xíu để chúng ta có thể khai thác tốt nhất cái con âm ly của mình. Đó, còn những cái này chắc mọi người biết rồi ha. Ba lăng thì luôn luôn chúng ta để chính giữa này, chứ chúng ta không cần chỉnh. Echo, echo những cái con này á, nó rất là nhạy. Thường thường Bách hát á, Bách sẽ chỉ để nó ở ngưỡng này thôi. Còn cái hàng dưới này thì mình có cứ để hướng 12 giờ là được rồi. Cái này không cần phải cân chỉnh gì nhiều. Những cái này á, về cơ bản ở cái chế độ mặc định của nó đã cân chỉnh rất là ổn rồi. Mình chỉ cần cân chỉnh chút xíu cho phù hợp với giọng hát của mình và cho phù hợp với căn phòng của mình thôi, chứ cũng không cần phải chỉnh quá nhiều đâu. Cho nên là mọi người không có cần phải bận tâm chỗ này. Đó. Còn mấy cái còn lại thì chắc là mọi người biết hết rồi ha. Anh nào mà cần thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp với Bách để anh em mình trao đổi thêm. Rồi, còn Boston bên này. Con này thì gần như mới, con này gần như mới, tình trạng rất là tốt. Đó, mọi người quan sát này. Chữ nghĩa bề mặt sơn cũng giống như là cái nút vặn. Nội thất bên trong thì tuyệt vời, nội thất bên trong rất là sạch. Cực kỳ sạch. Đấy. Đó, mọi người quan sát kỹ ha. Rồi. Tăng phô khung sườn cũng vậy. Khung sườn của những cái máy xịn rất là cứng cáp ha mọi người.
Đó. Chứ nó không giống như là những con máy đẻo mà người để ý bên con bên này cũng vậy nè, rất là cứng cáp. Còn những con máy đẻo á, nó làm bằng thép rất là mỏng, thành ra là đôi khi mình đè như thế này nó võng xuống luôn á. Đó. Mọi người cũng có thể nhận định từ chỗ này để chúng ta đánh giá. Đó. Những cái chữ in mờ như thế này cũng có xuất hiện trên các cái bao mạch ha, bao mạch rất là đều màu. Đó. Về phần nắp lưng mới là tháo và để sẵn ở phía dưới này rồi ha. Nắp lưng còn hai là 33 mã. Đó, tình trạng thì mọi người có thể thấy là cũng không cấn mớp gì cả. Đó, chỗ này hơi cấn chút xíu nè. Chút xíu thôi, không ảnh hưởng đâu. Đó. Rồi, còn nắp lưng của con này thì vuông vắn tuyệt đối. Con máy con ngàn mốt này nó rất là đẹp. Đó, ok ha. Rồi, bây giờ bác sẽ quay luôn cái phần phía sau lưng để mọi người ngắm nhìn cho nó tổng quan hơn. Ở phần mặt sau trên con 233 ba la mã lần này tình trạng khá là ổn. Mọi người để ý đại đa phần những con 233 ba la mã mà đúng hàng xịn đấy nha, ít có con nào mà nó giữ được cái bề mặt đen nhánh giống như vậy hết. Tại vì như con này lúc nãy Bách có giới thiệu á, là sản xuất năm 2000, cách đây 21 năm rồi. Trên sơn trên một cái bề mặt thép như thế này thì về cơ bản mọi người cũng biết là nó rất khó để giữ được cái tình trạng tốt, vẫn có nhưng rất là ít. Và những cái con máy mà mọi người để ý là cái chữ nó không còn sắc nét và nó còn rất mới á, thì có thể là kéo lụa lại. Còn bác thấy là cái tình trạng này nó còn khá là ổn, thế cho nên là bác cũng không có can thiệp gì cả. Đó. Ở đây mọi người thấy là cái rắc cắm này chưa có dấu hiệu oxy hóa ha. Tình trạng rất là tốt. Ở đây đại đa phần là chữ Hàn, không có tiếng Anh. Ở công suất của nó, công suất tiêu thụ vẫn là 480W, hai dòng này có công suất tiêu thụ bằng nhau. Nhưng mà công suất ra loa ở bên này thì nó lại thấp hơn. Đó, ở bên này là 200W, còn ở bên dòng 1.125 mã thì nó sẽ có công suất đầu ra là 240W nè. Ở đây mọi người có thể quan sát thấy ha. Và con này thì nó có hai dòng điện, thì đây là cái công tắc gạt. Thì mọi người lưu ý là cái công tắc gạt này khi mà chúng ta gạt mà nó hiện lên số 220 là điện 220, còn gạt mà nó hiện lên cái số 100V thì nó sử dụng điện 100V. Tại vì có anh khách ảnh bị nhầm cái chỗ này rồi, cho nên là lưu ý cho mọi người tham khảo luôn. Cầu chì, những cái con ly này nếu như mà lỡ không may mình có cắm nhầm điện cũng không thành vấn đề mọi người. Cầu chì nằm ngay đây luôn nè, không cần tháo máy luôn, chúng ta chỉ cần vặn cái này ra thay cầu chì khác vào là được, lượm kèo không có cần phải rườm rà gì hết. Đó, cái con máy này thì rất là mới, tại vì cái dòng ngàn mốt và ngàn mốt S á, thì nó sản xuất về sau này mà, thế cho nên là nó chưa kịp cũ, có nhiều con máy còn rất là mới như thế này. Đó, mọi người thấy tình trạng rất là tốt ha. Đó, cái lớp xi mạ vàng trên này á cũng còn khá là ok. Đó, mọi người quan sát kỹ thêm một chút xíu về cái phần nội thất, tại vì lúc nãy Bách quay ngược á, thì Bách không quay được. Những cái con ngàn mốt xịn á, thường thường cái chip eco của nó sẽ bôi đi, nó không có để. Ở bên này thì nó sử dụng cái con eco gì Bách sẽ đọc luôn cho mọi người tham khảo ha. Khá là khuất, thành ra là Bách quay sơ sơ vậy thôi. 951000. Cái con này là của Mitsubishi, hình như là M51095B. Đó. Cái trong đó nó khuất lắm, không biết là bách quay thì mọi người có thấy không. Rồi, tình trạng máy thì ở đây mọi người có thể quan sát kỹ ha. Rất là đẹp và không có bất kỳ một cái biến cỡ nào bị thay hết. Đó. Thì bách quay máy thì có cái chi tiết nào đó, tại vì thường thường những cái chi tiết này là những chi tiết khách hàng hay hỏi thì bách quay. Đấy. Rồi hai con này với mức giá bán lần lượt, con này là 6 triệu 3, con này là 4 triệu rưỡi ha. Đợt này dòng ngàn mốt này bách nhập tương đối là lên lên vài trăm ngàn con á, thành ra là bách sẽ bán nhỉnh lên 200 ngàn. Lúc trước á là 4 triệu 3, còn bây giờ là 4 triệu rưỡi. Đó, con này là 6 triệu 3 ha. Rồi ok. Còn có một vài cái thắc mắc về khách hàng hay hay băn khoăn khi mà lựa chọn âm ly karaoke á, thì riêng về dòng này như lúc này bách có so sánh ha. Dòng này với cái dòng mà chạy sò xanh ken á, đó cái đời 599 á, thì nó khác gì nhau, thì thực ra cái đời kia nó hay hơn, tại vì nó chạy cái bộ eco khác thì phải, nếu như Bách nhớ không lầm là vậy. Thì nó sẽ có cái sự ngọt ngào hơn, mình dễ cân chỉnh hơn, và theo cái trải nghiệm cá nhân của Bách qua hai dòng á thì Bách thấy con kia hay hơn, nó mắc hơn 700 ngàn, tương đối xứng đáng đó, khoảng 80 không chênh lệch nhiều. Còn nếu như so sánh hai con này thì con ngàn mốt này á, nó công suất nó đủ ổn mạnh mẽ, uy lực và cái bộ eco của nó cũng tương đối là ngọt ngào, dễ chỉnh, không có quá nhiều khác biệt. Nhưng mà khi mà chúng ta hát á, thường
Thường nha, phải nói những người mà giọng yếu và giọng không luyến tốt ấy, thì mình nên chọn những con này nè. Đó. Còn giọng khỏe thì giống như thật ra Bách hát không hay, nhưng mà giọng Bách thanh niên mà, cho nên là Bách Bách gào được, cho nên là Bách hát những con này mạnh mẽ, uy lực, và cái tiếng của mình nó ra nó tròn trịa hơn. Đấy, thì tùy lựa chọn của mỗi người. Nếu như anh nào tiện ở gần á, có thể sắp xếp tới nhà Bách để hát thử hai con xem là mình ưng ý con nào hơn. Đấy. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Anh nào mà có thắc mắc thêm về bất kỳ vấn đề gì, kể cả đấu nối hay là lựa chọn sản phẩm đó, thì cứ gọi cho Bách qua hai số điện thoại Bách để ở đầu và cuối video ha. Tại vì hai cái dòng âm ly này thì Bách giới thiệu khá nhiều lần rồi, cho nên chủ yếu là quay sơ về cái hình thức cho mọi người tham khảo thôi. Đó. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ.